Xin chào cả nhà, hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu của Orange Star. Chiếc này là Orange Star Open Heart RKAT0002L. Và chiếc này thì nó có giá đúng 6 triệu tròn của bên Quang Lâm em. Dùng lướt line new rất là đẹp với size 39, với một cái thiết kế khá là năng động và trẻ trung, lộ tim bản Nhật nội địa made in Japan với 50 giờ tích cót. Đây là cái bản mới nhất hiện nay, chạy khá là chính xác và bền. Em sẽ cùng các bác mở ra để check chiếc này nhé. Khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy chiếc này còn full box các thứ đầy đủ cả. Thì đây nó là một cái tờ hướng dẫn sử dụng đồng hồ cơ của cửa hàng dành cho chiếc đồng hồ này. Đây là cái hướng dẫn sử dụng của Seiko Epson Corporation dành cho chiếc đồng hồ này. Thế còn bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái hồ sơ sổ là cái thẻ bảo hành của hãng Orange Star dành cho chiếc này. Và Nihon Kokunai no Miyuko là chỉ có hiệu lực tại Nhật. Tức là nó chỉ bảo hành cho chúng ta tại Nhật, tại các cái dealer cũng như là các cái cơ sở bảo hành của Nhật tại Nhật thôi. Và họ ghi là từ ngày mua là 2 năm. Chiếc này được bán ra bởi cửa hàng đồng hồ Tích Tắc ngày 26 tháng 12 năm 2019. Thế là được hơn 1 năm rồi và vẫn còn bảo hành của hãng anh em nhé. Đó thì đây là cái thẻ bảo hành. Bên cạnh đó thì shop họ cũng cho chúng ta thêm một cái thẻ này, là cái thẻ được 3.000 yên khi mà chúng ta thay dây, khi mà chúng ta thay cái dây da hoặc là chúng ta sửa chữa thì nó sẽ giảm cho chúng ta 3.000 yên, là nó khoảng hơn 650, 7.000, 7 triệu, 700 gì đấy. Đó thì chiếc này được cũng được Tích Tắc dập nổi ở đấy. Còn đây là cái extra warranty, tức là cái thẻ bảo hành thêm cho chiếc đồng hồ này. Được bán vào ngày 26 tháng 12 năm 2019 của cửa hàng và được bảo hành 3 năm cho chiếc đồng hồ này, tức là chiếc này còn khoảng gần 2 năm bảo hành nữa. Với giá mua tại thời điểm đó, lúc mua ngày 26 tháng 12 2019 tại cửa hàng là 66.000 yên, dây biết sự tức là chưa có thuế, cộng với thuế vào nữa khoảng 72.000 yên, thì nhân ra nó cũng sẽ phải tầm 16 triệu tiền Việt nếu mà mua mới tại Nhật đấy các bác nhé. Còn nếu mà bây giờ mua thì bên em đang có một cái giá rất tốt, tròn 6 triệu thôi. Đó. Tích Tắc ở Osaka nhé các bác nhé. Số điện thoại đây, ngày mua đây. Đó. Đây là các giấy tờ. Đây là có 1 2 3 4 cái mắt thừa và có một cái hút ẩm bên trong hộp nữa. Đấy, còn đây là tất cả những cái linh tinh đi cùng với lại chiếc đồng hồ này. Chiếc này thì có thiết kế rất là đẹp. Đây là phiên bản mới nhất trong bộ sưu tập của Orange Star, được trình làng vào cuối năm 2019, đầu năm 2020. Và chiếc này có tên là Orange Star Open Heart RKAT002L. Đây là hàng nội địa thì nó sẽ có mã là RK anh em nhé. Còn hàng Nhật sản xuất và xuất khẩu sang ngoài thị trường Nhật thì có mã là RE ở đầu. Về phong cách thì chúng ta sẽ thấy là chiếc này có phong cách rất là năng động và trẻ trung, với một cái mặt số đơn giản, với một cái ô hở tim lúc góc 9 giờ. Có lẽ không cần phải nói nhiều thì chúng ta có thể nhìn thấy chiếc này có một mặt dial rất là đẹp, với một màu xanh deep blue rất là hút hồn. Mặt đường kính của chiếc này thì sẽ có size là 39,5 và độ dày của nó là 12,3. Đó. Lắc to lắc của chiếc này là 45,9. Còn sau nếu mà anh em muốn thay dây da cho chiếc này thì độ rộng dây của nó ở đây là 20 và cuối dây ở dưới này sẽ là 18. Đó, chiếc này cũng khá là hợp với dây da bởi vì ngoài dây thép ra thì chiếc này còn có một phiên bản dây da nữa. Chiếc này thì nó sẽ phù hợp với lại anh em có cổ tay tầm 15-16 trở lên thì rất là đẹp. Đẹp nhất là 16.5-17 là sẽ là đẹp nhất. Chiếc này có một mặt màu xanh phản xạ ánh sáng deep blue rất là đẹp. Và để chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp này thì một mặt kính sapphire nó sẽ cho chúng ta có thể dễ dàng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Chiếc này được trang bị kính sapphire nguyên khối anh em nhé. Về mặt thiết kế các design thì chiếc này họ có góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có một cái chức năng thường thấy của Orange Star. Đó là một cái kim chỉ năng lượng, chỉ ở mức năng lượng để cho chúng ta có thể dễ dàng quan sát mức năng lượng của chiếc này dự trữ còn là bao nhiêu tiếng, khi nào chúng ta cần vặn cót và vặn cót bao nhiêu thì đủ. Đó.
cho chúng ta 50 giờ tích cóp. Ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có logo của Orange Star, dòng chữ Orange Star và chữ Automatic ở dưới. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có chữ Japan F6R4 là tên của bộ máy. Ở góc 9 giờ thì chúng ta sẽ có một cái ô lộ tim Open Heart cho chúng ta có thể nhìn thấy cái Baron Wheel, một cái trái tim của bộ máy F6R4 ở bên trong đang hoạt động rất là nhịp nhàng, khá là sinh động. Còn về bộ kim thì chiếc này kim giờ kim phút được trang bị, được chế tác theo hình lưỡi kiếm và có đính dạ quang ở trên, với kim dây được làm khá là thanh mảnh, chạy khá là mượt mà. Một bộ cọc số nổi được làm vắt cạnh sang tứ phía để tăng cái độ bắt sáng, có độ đính dạ quang ở phía đầu nhưng mà dạ quang này ít thôi, mang tính trang trí thôi anh em nhé. Với một bộ cọc số ở góc 6 giờ và 12 giờ thì họ sử dụng cọc số La Mã để tạo điểm nhấn cho mặt dial của chiếc đồng hồ này. Bên phải đây thì chúng ta sẽ có một cái núm có khía cạnh và có logo của Orange Star. Đó. Mặt trước thì chiếc này sử dụng kính sapphire, còn để tiết kiệm chi phí thì mặt sau họ Orange họ sử dụng kính khoáng cứng chống xước bảo vệ cho bộ máy ở đằng sau. Chúng ta có thể quan sát thì chiếc này được sử dụng máy caliber là F6R42 made in Japan, hoàn toàn thủ công tại Nhật, với 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và cho chúng ta là 50 giờ tích cóp. Với khả năng chịu nước của chiếc này là 100m. Đó. Thông số ở đằng sau thì họ cũng ghi rất là đầy đủ là water resistant 100m này, stainless steel thép không gỉ này, front sapphire crystal là đằng trước là kính sapphire, đằng sau là kính khoáng cứng của Epson. Epson là công ty mẹ của Orient, made in Japan, F6R4 UAA0. Còn đây là cái số serial number của nó. Bộ máy đây, chúng ta có thể nhìn rõ cái bộ máy ở bên trong và các cái chân kính. Bộ máy F6R42 đầy đủ các chức năng là có cót tay này, có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ, và nó là bộ máy mới nhất của Orient tại thời điểm hiện tại cho chúng ta 50 giờ tích cóp. Thì cái Orient Star thì bao giờ giá nó cũng cao hơn so với lại những cái dòng sản phẩm Orient thông thường, bởi vì cái vật liệu cũng như là các cái công đoạn chế tác, công đoạn hoàn thiện bộ máy F6R42 này nó mất rất nhiều thời gian của người thợ. Theo tài liệu của Orient thì họ ghi rằng là người thợ có thể phải mất khoảng 6 tháng đến 1 năm và có thể nhiều hơn để họ hoàn thiện lắp ráp một cái sản phẩm, một chiếc đồng hồ như thế này. Đó. Lắp ráp rất là tỉ mỉ, và những người Nhật thì rất là tỉ mỉ và họ lắp ráp vô cùng tỉ mỉ, và điều đặc biệt là những người thợ này họ sẽ phải làm hoàn toàn thủ công hết, bởi vì nó yêu cầu cái độ chính xác mà không thể máy móc nào có thể thay thế con người được. Và những chiếc đồng hồ này nó không phải sản xuất công nghiệp mà nó lắp ráp thủ công, cho nên là thường những cái dòng Orient Star nó sẽ có cái giá cao hơn so với dòng Orient, nó là vì như vậy. Về phần vỏ của chiếc này thì nó được hoàn thiện rất là tốt. Sử dụng thép không gỉ 316L, một loại hợp kim chuyên chế tác đồng hồ của Epson. Đó. Với khả năng chống gỉ sét, chống xước, chống oxy hóa, chống ăn mòn rất là tốt. Và có thể có khả năng kháng từ cũng như là chống bị ăn mòn bởi nước biển hay mồ hôi tay hay nước hoa là đều có thể ok hết. Về phần dây thì chiếc này có 1, 2, 3, 4, 5 chỉ, thì có 2 chỉ giữa họ làm phay bóng, thế còn 3 chỉ to ở bên ngoài thì họ làm phay xước cho tăng khả năng chống xước của em nó. Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay để anh em cùng xem nhé. Chiếc này có size mặt đường kính là 39,5 với độ dày là 12,3, thì nó sẽ hợp với lại anh em tay chu vi 15, 16 trở lên. Với những thông tin bên trên thì Quang Lâm xin tóm lại những ưu nhược điểm của chiếc này. Thứ nhất đó là phải nói đến đó là cái thiết kế của nó rất là tinh tế. Cái thứ hai là máy F6R42 nó bền bỉ và chính xác. Cái thứ ba đó là bộ máy cũng như là các cái linh kiện được lắp ráp hoàn toàn thủ công, độ chính xác cao và độ tỉ mỉ cũng rất là cao bởi các cái chuyên gia chế tác đồng hồ của người Nhật, cho nên là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Cái thứ tư đó là trang bị mặt kính sapphire rồi vỏ thép cao cấp chống gì chống xước, chống nhiễm từ, bảo vệ cho bộ máy.
Ở bên trong, tất cả các nguyên liệu được sử dụng để chế tác ra cái đồng hồ này thì đòi hỏi sự cao cấp, và nó tạo nên sự bền bỉ cả về chất lượng song hành với lại cái diện mạo bên ngoài. Về nhược điểm thì chiếc này có một nhược điểm, đó là nó không có lịch ngày, không có lịch thứ, là không có. Bởi vì anh em biết là khi mà chúng ta có ô lộ tim thì rất khó để có thể có được lịch ngày và lịch thứ. Về phần giá thì chiếc này bên Quang Lâm đang có một chiếc có giá dưới 6 triệu một chút xíu, còn rất là đẹp, hàng mà rất là mới, mua cuối năm 2019, là chính ra là nó còn được hơn mới được hơn 1 năm và vẫn còn 2 năm bảo hành của hãng nữa. Chiếc này thì như các bác có thể nhìn thấy, là bây giờ anh em chúng ta sẽ đi soi xem là có vết xước nào không. Thì trên dây thì em thấy là nó chỉ có xước răm thôi, không có đáng kể đó, hầu như chỉ có xước răm. Đây chỗ phần khóa này, cái chỗ này là hay bị xước nhất này đó, thì các bác có thể nhìn thấy xước nó như xước răm như thế này. Thực sự là nếu mà để đánh spa đi thì có thể cái này sẽ hết được ngay, nhưng mà nhà em cứ để nguyên cái thô như thế này để anh em bác nào mà thích đẹp hơn thì spa sau. Đấy, còn trên mặt kính thì nó các bác có thể nhìn thấy là nó có cái sức xuất hiện những cái rước sức giam ở góc 12 giờ, ở chỗ này có một cái sức giam rất nhỏ, nếu mà chúng ta soi ánh sáng vào và quan sát kỹ thì chúng ta sẽ có một cái sức giam ở chỗ góc 12 giờ này, và cái chỗ số 25 này các bác có nhìn thấy không, có một cái sức nhỏ này đó. Đó, có sức giam nhỏ nhé, còn lại thì bình thường thì nó sẽ không có sức to, nó chỉ có sức giam nhỏ xíu thôi, cũng còn khá là đẹp. Nếu mà anh em mua chiếc này mới thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 9 triệu rưỡi đến 10 triệu, nếu mà chúng ta mua hàng 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 sách tay, hoặc là hàng anh em có săn được hàng sale, hoặc là nếu mà chúng ta mua chính hãng hoặc là theo giá niêm yết thì nó cũng xoay tầm 14 15 triệu. Còn nếu mà anh em mua những chiếc hàng lướt kiểu như thế này thì anh em sẽ tiết kiệm được 4 5 triệu, có thể mua thêm một chiếc khác nữa. Với những thông tin bên trên thì anh em hãy lựa chọn để đưa ra quyết định của mình để tìm được một chiếc đồng hồ ưng ý phù hợp với sở thích và nhu cầu. Chiếc này thì được bên Quang Lâm em bảo hành thêm cho anh em 1 năm tại Việt Nam, không cần phải gửi sang Nhật nữa. Đó, và anh em hãy click vào đường link em để phía dưới của video để đặt hàng, hoặc là truy cập vào website đồng hồ quanglâm.com để các bác có thể check tình trạng còn hàng hay hết và đặt mua tại đó luôn. Với những thông tin bên trên thì em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video, và xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.